Khánh Như, Đức Trọng, Sa Thú, Sa Thú. Dạ mô Phật. Quê hương Trà Vinh, Sa Thú lành thay, Sa Thú lành thay. Thông báo với mọi người là con không có gửi được kinh, nên là sẽ thông báo lại với mọi người là ai muốn xin kinh pháp cú á, thì sẽ tạo đơn shipper tới đây lấy, chứ con không có gửi được, con không biết gửi luôn. Mới chiều con đi ra con hỏi để gửi kinh cho mọi người, nhưng mà người ta nói phải là phải có căn cước đăng ký, rồi phải có số tài khoản để chuyển tiền vào đó gì đó rồi tùm lum hết á, nên là không có biết gửi được. Nên là mọi người nếu ai hoan hỷ mà xin kinh pháp cú á, thì mọi người con đưa cái địa chỉ trên dép Lào á, rồi mọi người cho shipper vào đó lấy. Sa sư không đi Ấn Độ cùng sư Như Ngộ và Tâm Dũng à? Dạ quý sư đi qua đó học tập, đi qua đó thăm tứ thánh tích á, nên là chưa, con chưa đủ duyên để qua. Khi nào đủ duyên và hợp mọi việc rồi con sẽ đi, nhưng mà chưa phải lúc này. Ủa sư, ủa vậy sư ở đâu, Sài Gòn hay sao, để con biết chứ. Dạ con ở Bình Thuận. Nhắn tin TikTok, thầy gửi địa chỉ cho thầy giúp con. Dạ con có Zalo nè, con có giúp Lào nè, mọi người cái số này. Số này giùm con thì con mới xong rồi con gửi cái địa chỉ qua cho mọi người, mọi người tự tạo đơn giùm con mới ấy được. Con mới gửi được cho mọi người. Dạ con không có bán hàng. Dạ muốn được thầy Di Duyên pháp cú. À dạ Lâm Hiếu, dạ được. Em sẽ gửi cái địa chỉ rồi chị cho shipper vào đây lấy giùm em nha, chứ em đi hỏi rồi nhưng mà không có được, họ không có thầy gửi lại. Dạ đây ạ.
Kim Anh. Dạ chào chị. Hoa Tết. Dạ chào, chào mọi người. Dạ ship mọi người tự chịu nha, chứ con làm gì, con đã bố thí kinh, kinh này cũng được người ta tặng để tặng thôi, chứ con không có dạ. À, Nhân Nguyễn, sư không đi Ấn Độ. Dạ có, nhưng mà chưa phải lúc này ạ. Dạ chào mọi người, gieo duyên kinh pháp cú. Hả? Dạ đúng rồi ạ. Hello thầy Thích Đeo Kinh. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kinh pháp cú. Dạ kinh gì vậy sư ơi? Dạ kinh pháp cú ạ. Dạ sa thú, sa thú. Trung Hiếu ạ. Anh ơi, anh em sẽ gửi cái địa chỉ và anh sẽ cho người, cho shipper, tạo đơn cho shipper lấy nhá. Diệu Minh. Dạ được. Dạ ai nhận cũng được hết ạ. Mọi người kết bạn Zalo với con cái này, rồi con gửi địa chỉ qua cho mọi người, xong rồi mọi người cho shipper, tạo đơn hàng cho shipper đến đây lấy giùm con ạ. Dạ sa thú, sa thú. Em ghim số điện thoại em trên màn hình, em đưa như vậy mọi người không thấy nhé. Ghim lên màn hình hả? Màn hình em đâu có biết ghim đâu. Ghim, ghim lên màn hình, em không có biết ghim. Ghim làm sao? Em không có biết ghim. Giờ đây ạ. Này chứ. Dạ đúng rồi, con để vậy đúng rồi. Dạ con có.
Dạ đây ạ. Dạ, con không có đọc chú gì để trị ma hết á. Tại vì họ họ làm do ma là do người mình đó. Ma là do người mình. Ma tham, ma sân và ma si, ba cái đọc đó là ma đó. Đức Phật ngài dạy tam đọc, tham sân si. Mình phải trừ mình đi chứ, mình phải lo mình tu nhân, mình học Phật để mình đừng có làm ma giống như họ. Họ làm ma họ cũng đã khổ lắm rồi. Thì con người mình do cái nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại mình không làm lành lánh dữ, mình không bố thí, mình không làm thiện, mình không sống bằng cái tâm từ, sống bằng cái tâm ganh ghét, sống bằng cái tâm đố kỵ, sống bằng cái tâm thấy người ta được giàu có, được hạnh phúc, mình ganh ghét, mình làm mọi thứ. Sau khi mà thân hoại mạng chung ngục á, nên là mọi người cũng bình Diệu Minh. Dạ sa thú sa thú sa thú. Con kết bạn, dạ thầy đồng ý. Dạ dạ được, dạ một tí em xuống thì em sẽ đồng ý thưa chị. Dạ đúng rồi, người du mục. Nhưng mà mọi người thỉnh thì mọi người cho ship tạo đơn đến đây lấy nghe, chứ con không có biết ship đâu ạ. Mi An Nguyễn, dạ sa thú sa thú, cầu mong cho Phật tử được an vui hạnh phúc. Long Phạm, Phạm Long, dạ sa thú sa thú. Hoan Hỷ đừng nói nhiều. Dạ con đạt được mục đích rất lớn, mục đích an vui, mục đích an vui, mục đích sống không có phiền não, sống dòm người khác bằng cái tâm Bồ Tát chứ không có dòm mọi người bằng một cái tâm sân hận. Đó cái mục đích của con là đi tu là vậy. Kinh Pháp Cú hay lắm nha. Dạ sa thú. Dạ đúng rồi ạ. Kinh Pháp Cú cái quyển rất là nhỏ, mà quyển nhỏ như vậy mình có thể bỏ trong ấy. Giá sao vậy ạ? Phật tử không biết. Dạ 423 câu. Dạ đúng rồi. Cái này không có bán ạ. Cái này con không có bán. Giác Minh Thiện hôm qua còn có nha. Qua Zalo. Dạ chào sư Minh Thiện.
cái này con không có bán, cái này con chỉ tặng à, mọi người muốn ấn tống để tặng cho mọi người tiếp theo thì chuyển thẳng vào à, trong chỗ ấn tống á, rồi họ sẽ gửi về cho con sẽ tặng tiếp, chứ con không có bán và không có, tại vì cái đây là lời dạy Đức Phật, cái bán là người đời họ bán chứ mình đâu có bán làm gì. Mình đâu có sống cuộc sống xin ăn, mà cái người khất sĩ là người xin ăn trên xin giáo pháp Đức Phật, dưới xin cơm Đàn Na Thí Chủ, nên là không có bán kinh và cũng không có thăm ma, là lời dạy quý báu nhất, có tiền cũng không mua được. À, mình là cái người xuất gia nữa, cái người đệ tử Phật nữa, nên là mình không có được bán kinh. Mình chỉ ấn tống cái kinh này ra và mình gieo duyên tặng cho mọi người cần đến pháp bảo, cần đến thăm ma, cần đến những lời dạy của Đức Thế Tôn, chứ không bán, rất là nhỏ gọn. Mình đang đọc, dạ đúng rồi, 423 kinh câu kinh lời vàng do ngài trưởng lão hòa thượng Thích Minh Minh Châu dịch từ kinh Bali chuyển sang Việt ngữ. Con luôn kính trọng thầy, quý thầy tu hành Đầu Đà, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cần tặng thì phải làm sao? À, cần tặng thì liên hệ cái Zalo này cho em, rồi em gửi cái nhà cái chỗ mà người ta xuất bản cái kinh này nè. À, thì chị muốn cúng bao nhiêu quyển á, thì chị đặt ở đó, xong rồi người ta tự chuyển về cho em, rồi em lại tặng cho mọi người nữa. Vừa rồi em xin được 400 quyển nhưng mà tặng cũng gần hết rồi ạ. Dạ, kinh pháp cú này trong đây cũng có, nó cũng dễ hiểu lắm ạ. À, không cần phải chú giải ạ. À, không phải cần chú giải. Không cần chú giải, ví dụ như không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thất như khúc cây vô dụng. Thì Đức Phật ngài dạy là cái thân này không bao lâu nữa thì nó sẽ biến hoại và nó sẽ hư hoại. Cái thân này nó có thân là không bền vững, có sắc là không bền vững. À, có thân không bền vững, có sắc không bền vững, những gì mà nó có sắc có thân đều sẽ hoại. Thầy viết ngược lại số điện thoại mọi người mới đọc được. Viết ngược là viết làm sao? Con không có biết viết ngược. Dạ đúng rồi, nhắn tin qua Zalo cho con ạ. Viết như vậy đúng không ạ? Giờ đây dễ đọc mà. Còn thôi mọi người thoát cái phiên live ra, xong rồi mọi người vô lại là được à. Cẩm My, à chị cứ bình luận lên đây đi, rồi em sẽ ghim màn hình lại. Em sẽ ghim màn hình lại. Mọi người lấy cái số của con á, bình luận trên đây, xong rồi con sẽ ghim màn hình lại thì mọi người sẽ dễ đọc hơn ạ. Đây là kinh lời vàng. Dạ. Dạ chị cứ bình luận lên đi, rồi xong rồi em sẽ ghim màn hình lại. Sư ơi phát tâm cho con xin kinh pháp cú đi ạ. À, Dũng Hùng, dạ được ạ. À,
bình luận lên con thấy thì con sẽ ghim cái số đó. Nhưng mà con tặng cái này mọi người phải tự cho người đến lấy ạ, chứ con cho tạo đơn cho shipper đến lấy chứ con không có biết, con không có biết. Đợt con gặp sữa Thanh Hóa, để miếng giấy lên chỗ sư rồi ghi số. Dạ đúng không ạ? Hàn Quốc thì nhờ người thân. Dạ. Dạ như vậy có đúng không ạ? Mình chép tay tặng được không? Dạ con chưa thấy chị. Chị viết, chị viết lại đi ạ. À? Thầy đi Ấn Độ đi thầy. Dạ ở Ấn Độ chắc khoảng mùa hạ năm sau con mới đi. Thầy viết ngược, thầy viết lật ngược lại như mình ngược sao con không biết lật ngược, lật như vậy ạ? Lật ngược như vậy ạ? Mọi người thấy cái này nè, mọi người bình luận lên xong rồi con sẽ ghim bình luận lại là được. Cẩm My, dạ con không thấy. Thoát ra là số điện thoại. Dạ con không thấy. Con không thấy. Dạ Kim Anh, dạ bình luận lên con sẽ thấy và con sẽ ghim. Dạ được. Kim Xuân Lực, dạ được ạ. Nguyễn Linh, dạ được ạ. Hình như bình luận số lên đây nó bị ẩn hay sao ạ? Con có bình luận số lên đây mà không bình luận được.
Dạ đúng rồi, con không có đọc được. Lão lão, dạ được. Cứ kết bạn theo cái số này cho con thì con sẽ tặng.